Chào cả nhà mình nhé. Đến hẹn lên, đây là đầu mùa, lại là đầu mùa, đây là lại là rẫy của anh Tuyền. Anh như trước anh khoan đây, sau đó anh cạo 2 năm mịn gốc. Đó, anh cạo 2 năm mịn gốc đây. Đó, trước anh khoan được mấy năm, thì năm nay là năm thứ 5 thì bắt đầu là anh lên trên đây mà anh cạo mịn nhỏ. Mình bảo anh cạo mịn út nhưng mà anh bảo là không biết cạo út, nên là anh cạo ngửa luôn. Chén của anh cũng còn thấp thôi, chứ không nhiều. Đó. Và cái dao đầu tiên đây, năm nào mình cũng quay cái vườn này, cái dao đầu tiên của vườn. Đó. Theo dõi cái vườn ngay đầu cầu luôn, mổ khá là đều. Túi BBC của năm năm trước này vẫn đều và ổn định. Đó. Những cái cây mà mổ vàng như thế này nó ít hơn. Đó. Xùi này, đây là không có xả mịn cạo luôn nhá. Mình không có xả vào cái là mình cạo luôn. Được. Anh làm mùa đông từ sáng. Đây. Đây, mình cạo đây, một tí tí tí. Đây, những cái vết khoan của những năm đầu tiên đây. Nó liền khá là đều hết rồi. Đó, giờ mà anh không có ấy nữa mà anh cạo. Coi là hết năm nay là anh cạo chỉ hết khoảng hôm nay thôi. Đó, chứ không nhiều. Rồi. Chào mọi người nhá. Chúc mọi người có một chúc cả nhà mình một mùa mới bội thu khá là đều.